Chào các bạn đã trở lại với PC Gaming. Thời buổi bây giờ thì có rất là nhiều thứ để sử dụng vân tay. Hôm trước thì chúng ta mới có khóa vân tay. Những cái khóa thì là vân tay thì còn dễ hiểu để chúng ta không sử dụng đến chìa nữa. Nhưng mà hôm nay một cái sản phẩm mình thấy lạ quá, mình đặt mua nó chính là cái bật lửa. Bật lửa mà cũng dùng vân tay, không biết là để làm cái gì các bạn. Mà vợ đi chơi với bạn bè mà bật lửa phải dùng vân tay mới mở được thì dễ bị ăn đấm lắm. Không biết là tại sao lại trang bị vân tay cho cái bật lửa để làm gì, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và mở cái hộp để xem nó là có đúng là bật lửa vân tay hay không nhé. Mình đặt mua với giá là 299k đây các bạn này. Có một cái điều ghi chú đây, thấy mình thấy nó hơi là lạ, đó chính là cho xem hàng nhưng mà không cho thử hàng. Không thử thì làm sao mà biết là hàng như nào nhé. Cái bật lửa thì chỉ bật phát lên là được chứ có gì đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong nó là cái gì nhá. Giặt đít cho nhanh và chúng ta sẽ sử dụng con dao huyền thoại của mình. Đấy, con dao này. Ui, cái hộp rõ to các bạn. Bên trong thì có một cái còn một cái hộp nữa bé tí. Lighter USB. Đấy, chúng ta sẽ mở xem nó là gì nhá. Ui, có cái chữ Lighter này. Classic Fashion này. Fashion, thấy không? Trong cái này nhìn cái này đẹp phết đấy, đùa đâu. Bật lửa của chúng ta đây các bạn này, nhân vật chính đây, bé tí xíu ấy, mỏng dính. Trong này còn gì không? Có một cái dây USB. Hết rồi, không quán gì các bạn ạ. Cái này nhìn thì cái mác đây nhìn này khá là đẹp, nhưng bên trong là một cái miếng nhựa phủ tí nhung thôi các bạn ạ. Nhìn hình thức bên ngoài thì cũng khá là ok đấy, nhưng mà thực ra chỉ được cái phần nhung nhìn cho nó có vẻ sang thôi, nhưng mà chất lượng thì hơi bị cùi. Đây thì toàn tính tàu rồi các bạn này. Đấy, này toàn tính tàu rồi. Không biết là cái gì. Chúng ta sẽ đến với nhân vật chính. Nhân vật chính chúng ta đây, bé tí xíu này các bạn này. Ở cái này là màu sần sần, da sần sần này. Có một miếng này ở đây. Có một cổng sạc micro USB đây này. Đấy các bạn nhìn chưa. Đấy, ngoài ra là chả có gì nữa các bạn. Mở đi xem nào. Hay chưa. Hay thì bật kiểu gì. Này không biết là chạy chưa các bạn này. Như này chắc chạy rồi hả. Hay thì vân tay quét ở đâu. Này lên rồi các bạn ạ. Như thế là lên rồi đấy. Để mình thử là Có tờ giấy nào không nhỉ. Đây rồi. Chúng ta sẽ thử châm lửa xem như thế nào. Đấy, lên này. Cái này nó như kiểu đèn sợi đốt đấy các bạn. Rồi. Đấy. Cái này là mình bật điện thôi chứ chả có gì các bạn. Này thì vân tay ở đâu? Mình chưa biết là vân tay ở đâu luôn. Hay là mình biết cái này làm gì, có cái nào để vân tay các bạn nhỉ. Cái này chỉ có mở lên, bấm nút cái thế nào nó lên thôi. Này thì vân tay ở chỗ quái nào. Đấy, ấn cái thì nó tắt đi à. Ấn cái nó bật lên này. Đấy, ấn cái nó tắt đi. Thế cái này chỉ là cái nút bật cảm ứng thôi chứ không phải vân tay, vân teo quái gì đâu. Cái này chỉ là cái công tắc bật lửa giống như bình thường, nhưng mà người ta thay bằng cái nút cảm ứng thôi các bạn. Có thể mình có thể bật được rất là nhiều kiểu. Có thể bật bằng cái này cũng được đấy, nhưng mình gõ vào cái nó lên luôn, gõ bằng cái này nó cũng lên luôn. Nó chỉ là một cái nút cảm ứng bình thường thôi, không phải cảm ứng vân tay đâu. Hoặc là có thể cái bật lửa này, tên gọi của nó là bật lửa cảm biến vân tay chứ không phải là sử dụng vân tay để có thể mở được cái bật lửa này. Theo mình nghĩ thì đây là cách đặt tên gây hiểu nhầm cho người mua thôi, dùng để quảng cáo cái sản phẩm của họ cho nó thu hút khách hàng. Với cái chức năng của một cái bật lửa bình thường thì nó ok, bật cái lên luôn và lửa thì cũng khá là ngon. Thế nhưng mà với cái bật lửa thông thường như này thì cái giá thành 299k mà mình phải bỏ ra mua này, 299k đấy các bạn này. Đấy, thì là nó hơi bị chát. Bình thường con này mà sản xuất ở bên kia biên giới như này thì chắc là chỉ mấy chục nghìn thôi. Rồi nói chung là anh em phải lưu ý để tránh bị lừa như mình nhé. Rồi xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.